số 9 nhá. Các bạn có thấy phần chia sẻ màn hình không? Câu số 9. Đây, câu số 9 này. Rồi, mời bạn Duyên. Dạ thầy ơi, thầy đợi em mở cái file của nhóm em xíu nha thầy. Rồi, ok. Tất cả khi mà bắt đầu buổi học thì phải mở tất cả các file trước nhá. Đây là rút kinh nghiệm. Bắt đầu các buổi học thì tất cả đều mở tất cả các file nhiệm vụ nhóm của nhóm mình đi. Rồi là bài tập ghi chú, chuẩn bị trước hết. Trong lúc chưa nói thì tạm thời khóa mic lại. Trong lúc bạn chuẩn bị thì các bạn khác cũng tư duy về vấn đề này nhé, để chuẩn bị góp ý bổ sung nếu có. Cách trình bày đối với các câu tiếng Anh này thì ra đề thi cũng hoàn toàn bằng đúng bản gốc này nhé. Tại vì trong bài giảng nên trong quá trình tương tác thầy đã dịch thuật đàng hoàng hết rồi. Thế là đề thi thầy sẽ giữ nguyên bản tiếng Anh này. Thầy, cái câu đó là nhóm em dịch ra bằng tiếng Việt, sau đó là trả lời bằng tiếng Việt luôn á thầy. Thì bây giờ em trả lời theo câu hỏi mà nhóm em làm nha thầy. Ừ, đúng rồi. Và em biết cách trình bày rồi đúng không? Có nghĩa là đọc lại câu hỏi, trong trường hợp cái câu tiếng Anh này thì có thể dịch lại câu đó một cách rõ ràng, rành mạch. Dạ, nhóm em dịch cái câu hỏi như sau. Câu số 9: Mạnh thi thoảng làm gia sư, dạy toán và được trả $50 mỗi giờ khi anh ấy dạy tiền. Và tối thứ ba, Mạnh đang quyết định nên dành 2 giờ học cho lớp của mình hay dành 2 giờ để dạy tiền. Chi phí cơ hội học tập của anh ấy trong 2 giờ tối hôm đó là bao nhiêu? Thì nhóm em quyết định chọn câu C là $100. Giải thích là bởi vì Mạnh có hai sự lựa chọn, một là dạy tiền gia sư với mức lương là $50 một giờ, và hai là đi học. Vậy nếu Mạnh chọn phương án thứ hai thì đi học là Mạnh sẽ không thể tham gia giảng dạy cho lớp dạy tiền của mình. Anh ấy bị mất đi 2 giờ dạy tiền tương đương với $100. Vậy chi phí cơ hội học tập của Mạnh là $100. Rồi, đấy là cách tiếp cận của nhóm em, thì như thế là thầy thấy là ổn đó. Tuy nhiên, trình bày một cách logic có hệ thống bài bản ấy, thì em nên trình bày như vậy. Khi mà tiếp cận các câu liên quan đến chi phí cơ hội thì cách thức trình bày như sau. Người ta hỏi là cái chi phí cơ hội của cái anh chàng tên là Mạnh này khi mà thực hiện cái quyết định là học 2 giờ vào cái tối đó là bao nhiêu. Thì đối với câu như vậy thì đầu tiên là em cho luôn con số. Người ta hỏi bao nhiêu thì mình cho luôn con số. Ví dụ như trường hợp của nhóm em trả lời là $100 thì ghi $100. Ghi rõ ràng nhé, chi phí cơ hội của việc của anh Mạnh này khi mà thực hiện quyết định là học 2 giờ vào cái tối hôm đó là $100, chấm một cái. Bắt đầu mình giải thích. Thì các cái logic trình bày một cách hệ thống thì nên tiếp cận theo hướng này cho nó hoàn chỉnh này. Để mình tiếp cận một vấn đề cho nó có hệ thống thì nó khi trình bày nó cũng mạch lạc, rõ ràng. Thứ nhất là phải nêu rõ chi phí cơ hội của việc học. Ở đây là học 2 tiếng đấy, và cái tối hôm thứ ba đó. Đó là gì? Mình phải nêu rõ đó là việc từ bỏ đi phương án thay thế và xác định rõ phương án thay thế của việc học 2 tiếng đó, đó là gì? Đó là đi làm gia sư môn toán, đúng không?
Tại vì là cách gợi ý của thầy là để xác định được chi phí cơ hội thì phải xác định các phương án thay thế. Anh Mạnh này anh có phương án thay thế nên là anh có chi phí cơ hội. Và nếu mà anh Mạnh này không có phương án thay thế thì cũng không có chi phí cơ hội nha. Cái mấu chốt là nằm ở phương án thay thế. Khi chúng ta thực hiện một hành động này thì chúng ta từ bỏ đi thực hiện các hành động khác. Và thực hiện một cái hành động là học 2 tiếng vào hôm thứ ba đó, thì có nghĩa là anh đã từ bỏ đi các phương án thay thế. Và trong đề này thì có đề cập đến một phương án thay thế, đó là anh ta đi làm gia sư để có thu nhập ha, thu nhập đây là 50 đô một giờ đó nhé. Mình phải làm rõ là chi phí cơ hội của việc học 2 tiếng đó là cái gì. Thì chúng ta dội vào cái khái niệm về chi phí cơ hội, đó là cái chi phí do không thực hiện một phương án thay thế. Cụ thể trong trường hợp này đó là cái chi phí cơ hội của việc học 2 tiếng đó chính là cái chi phí do việc từ bỏ đi cái phương án là đi dạy kèm toán nhá. Sau đó cái đấy là mấu chốt, xác định chi phí cơ hội đó là từ bỏ đi cái gì, và từ bỏ đi đó chính là phương án thay thế. Sau đó mới nói rõ là cái phân tích là học 2 tiếng thì gia sư mỗi tiếng được bao nhiêu, thì bắt đầu mới trình bày tính toán để ra con số. Ok không? Đây là cách tiếp cận đó. Bây giờ thầy đã hướng dẫn như thế là đến 90% rồi đó, để hoàn thiện cái phần trả lời của em một cách có hệ thống, có cơ sở về mặt lý thuyết luôn. Tức là sao? Là căn cứ trên khái niệm về chi phí cơ hội, và từ đó mình chỉ rõ phương án thay thế, mà bắt đầu mình mới đưa ra cái lập luận để đưa ra con số là 100 đô. Thầy góp ý hoàn thiện cái phần trả lời của nhóm em như thế thì thứ nhất là nhóm có hài lòng không đã, và có rõ chưa, muốn thầy bổ sung thêm không? Duyên. Dạ được thầy. Thế bây giờ trình bày lại. Sau khi thầy nói xong rồi thì tiêu hóa kiến thức, kỹ năng ghi chú. Trình bày lại bằng ngôn ngữ của em xem nào. Kỹ năng ghi chú ha. Ghi trái chú và tiêu hóa kiến thức bằng ngôn ngữ của mình. Dạ là em trình bày lại như sau là em có cần đọc lại câu hỏi này? Trình bày đã trình bày lại thì cũng phải trình bày lại câu hỏi. Dạ, đối với câu tiếng Anh thì khuyến khích nên dịch thuật lại. Còn nếu mà muốn trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh thì cũng được, không sao hết. Dạ, câu hỏi là... Thường thì khuyến khích trên dịch thuật lại. Rồi được rồi, bắt đầu nhé. Dạ. Câu hỏi là Mạnh thi thoảng làm gia sư dạy toán và được trả 50 đô la mỗi giờ khi anh ấy dạy kèm. Vào tối thứ ba Mạnh đang quyết định nên dành 2 giờ học của lớp mình hay dành 2 giờ để dạy kèm. Khi tới cơ hội học tập của anh ấy trong 2 giờ tối hôm đó là bao nhiêu? Trước khi trình bày lại thì thầy sửa đề một chút để em làm trên cái đề mới và chú ý phần chia sẻ màn hình này. Yeah. Thầy đang gạch cây số 50 đi nha. Có thể thầy gạch con số 50 đi không? Dạ có thầy. Bây giờ thầy sửa cái này thành 42 đô. Và bây giờ cái buổi học đó không phải là 2 tiếng mà là tiếng rưỡi. Đề thi là sẽ thay đổi kiểu như thế đấy nhé. Tiếng rưỡi. Được chưa? Bây giờ trình bày lại đi xem nào. Em lại đề. Mạnh thi thoảng làm gia sư dạy toán và được trả 42 đô mỗi giờ khi anh ấy dạy kèm. Vào tối thứ ba Mạnh quyết định nên dành 1.5 giờ học cho lớp của mình hay dành 1.5 giờ để dạy kèm.
chi phí cơ hội học tập của anh ấy trong một cái 5 giờ tối hôm đó là bao nhiêu. Đúng vậy đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ. À, em xin trả lời là chi phí cơ hội học tập của Mạnh thì được có phương án, sẽ có phương án thay thế là đi làm gia sư toán. À, như vậy thì chi phí cơ hội bỏ ra sẽ là học đi làm gia sư toán là 42 đô mỗi giờ, thì một cái 5 giờ sẽ là 63 đô, cho nên là chi phí cơ hội để học tập là 63 đô. Dạ em xin hết. Rồi. Có nghĩa là trong cái phần trình bày của em thì vẫn có một vài ý có thể bổ sung được đó. Đầu tiên là thầy kiểm tra xem là các bạn khác có khả năng ghi chú và tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và lắng nghe đến đâu cái đã trước khi thầy sửa cái phần của em. Nào các bạn khác? Các khác đăng ký, ưu tiên bạn nào đăng ký sớm nha. Được rồi, thầy mời bạn Uyên. Rồi trình bày đi xem nào. Dạ em đọc lại đến nhé thầy. Đúng rồi. Dạ. Mạnh đôi khi làm việc như một gia sư toán và được trả 42 đô mỗi giờ khi anh ta làm gia sư, và Mạnh có quyết định để học dành cho Mạnh có quyết định dành 2 tiếng học ở lớp à dành 1,5 tiếng học ở lớp, và 1,5 tiếng đó và chi phí cơ hội của Mạnh trong học 1,5 tiếng giờ mà học 1,5 giờ ở lớp là bao nhiêu? Được rồi. Có nghĩa là vào tối thứ ba thì cái anh Mạnh này anh ấy đang cân nhắc giữa hai quyết định. Nhá. Dạ. Quyết định thứ nhất là anh đang dành 1,5 tiếng để học. Và phương án thứ hai là anh ta dùng 1,5 tiếng đó để đi làm gia sư. Thì câu hỏi đặt ra là cái chi phí cơ hội của việc anh ta ra quyết định học 1,5 tiếng nó là bao nhiêu trong cái tối thứ ba đó. Đó, đây này, cái này là các cái từ nó đây này, từ này nó hàm ý luôn cho cái cụm này này. Thay vì ta nhắc lại tối thứ ba thì ta được chưa? Rồi trình bày xem nào. Dạ. Câu trả lời của em là chi phí cơ hội của việc học 1,5 tiếng là 63 đô. Cụ thể rồi, là đúng rồi. Đúng đó. Rồi. Đầu tiên là người ta hỏi gì thì mình chốt một câu dứt điểm như thế, bắt đầu mới đi đến cái phần khái niệm chi phí cơ hội, sau đó mới đến dần dẫn nhập tính toán. Rồi bắt đầu đi. Tiếp. Cụ thể là từ bỏ một phương án thay thế là đi làm gia sư môn toán với 1,5 tiếng. Gia sư môn toán 1,5 tiếng với 42 đô trên giờ. Phép toán là 42 đô nhân với 1,5 là bằng 63 đô trên 2 tiếng, trên 1,5 tiếng. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì thầy nghe bạn Uyên... Bạn Duyên và bạn Uyên có trình bày rồi. Thì về cơ bản là ổn đó, có được 90% rồi. Tuy nhiên khi mà người ta nghe từng câu từng từ một ấy, thầy đang rất là lắng nghe nhé, thầy nghe từng từ một luôn đó. Thì vẫn có điểm để bổ sung hoàn thiện. Sự thật là như vậy. Để cho nó tốt hơn thôi, còn như thế là cũng ổn rồi đó. À, em muốn bổ sung hả?
Được rồi, cho bạn Tiên bổ sung lần nữa rồi trước khi thầy kết luận cái. Rồi, xin mời em. Bạn Dạ, Tiên. xin trả lời câu 9 ạ. Để em có cần đọc lại câu hỏi không thầy? Có. Dạ, Mạnh thỉnh thoảng làm việc như một gia sư toán và được trả lương 42 đô một giờ khi mà gia sư. Vào tối thứ ba thì Mạnh quyết định là nên dành 1,5 tiếng để học ở trên lớp hay là dành 1,5 tiếng để làm gia sư. Thì chi phí cơ hội em phải trả cho 1,5 giờ ở buổi tối đó. Dạ thưa thầy, là câu trả lời của em là chi phí cơ hội của Mạnh là từ bỏ đi 2 giờ dạy kèm với 42 đô một giờ, tương đương với 63 đô cho 2 giờ. Vì Mạnh có hai phương án là học ở trên lớp và đi làm gia sư, thì phương án làm gia sư là phương án tốt nhất mà Mạnh bỏ lỡ. Rồi, đúng. Rồi, thầy thấy bạn Tiên trình bày rõ ràng hơn đó. Có nghĩa là 95% đó. Và cái cách tiếp cận như thế là ổn đó. Tại vì trong cái phần giải đáp của bạn Tiên ý, thì bạn có áp dụng luôn cái khái niệm về chi phí cơ hội trong trường hợp cụ thể này. Nếu chúng ta định nghĩa chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến cái cơ hội thay thế tốt nhất bị mất đi, thì trong trường hợp này thì bạn đã nói rõ là chi phí cơ hội cụ thể là việc học 1,5 giờ vào tối thứ ba. Đó là chi phí liên quan đến việc từ bỏ đi cái cơ hội thay thế. Cơ hội thay thế gì thì bạn nói là đó là cơ hội đi làm gia sư toán để có thu nhập là 42 đô mỗi giờ ha. Được rồi. Bây giờ thấy là bạn Tiên hoàn thiện tốt cho bạn Duyên và bạn Uyên đấy. Bây giờ thầy hỏi bạn Duyên này. Duyên ơi. Dạ. Bây giờ thầy hỏi em là bây giờ thầy sửa đề một chút là vào cái tối thứ ba đó thì cái anh Minh Trạm Mạnh này anh có 3 phương án cơ, chứ không phải có 2 đâu. Trường hợp đổi đề. Phương án thứ nhất là đi học 1,5 tiếng. Phương án thứ hai là đi làm gia sư 1,5 tiếng. Phương án thứ ba là anh ta đi làm cho các cái cửa hàng thức ăn nhanh KFC để nhận một cái mức lương tối thiểu, tại vì lao động không có kỹ năng mà. Thì 20 đô mỗi giờ. Anh chàng này lúc này có 3 phương án rồi. Phương án thứ nhất thầy nhắc lại, đó là đi làm gia sư toán với mức lương là 42 đô mỗi giờ. Phương án thứ hai là anh ta đi học. Phương án thứ ba là anh ta đi làm cho các cửa hàng thức ăn nhanh như KFC hay McDonald's đó với mức lương là 20 đô mỗi giờ. 20 đô mỗi giờ. Và câu hỏi đặt ra là chi phí cơ hội của việc anh ta ra quyết định là dành 1,5 tiếng của tối hôm đó để đi học là bao nhiêu? Dạ thầy ơi, cái mà làm cho cửa hàng thức ăn nhanh đó là mình cũng là đề là làm 1,5 giờ luôn hả thầy? Đúng rồi, cũng 1,5 giờ. À không phải, thức ăn nhanh thì là 20 đô mỗi giờ. Là không giới hạn là bao nhiêu giờ hả thầy? Ờ đúng rồi, cứ làm một giờ ở cửa hàng thức ăn nhanh nhanh họ trả cho 20 đô. Cũng giống như là khi dạy một giờ gia sư môn toán thì được 42 đô vậy. Tuy nhiên cái buổi tối hôm đó học thì 1 tiếng rưỡi. Thầy vậy em đọc lại đề là... Đúng rồi. Mạnh thì có ba có phương án để lựa chọn. Thứ nhất là buổi tối hôm đó thì học 1,5 giờ, thứ hai là làm gia sư 42 đô mỗi giờ và làm 1,5 giờ, còn làm cho cửa hàng thức ăn nhanh là 20 đô mỗi giờ. Ừ. Chọn chi phí cơ hội tốt nhất hả thầy? Không, xác định chi phí cơ hội của việc học 1,5 tiếng vào tối hôm thứ ba đó. Dạ là chi phí
chi phí cơ hội là của việc học một cái 5 giờ cũng là 63 đô, bởi vì là cái phương án thay thế tốt nhất của Mạnh từ bỏ, để Mạnh từ bỏ là làm gia sư một cái 5 giờ. Còn cái việc mà làm cho cửa hàng thức ăn nhanh 20 đô một giờ thì nó không khả thi, bởi vì là nếu như mà Mạnh làm 2 tiếng đi nữa thì nó cũng chỉ có 40 đô thôi. Cho nên là cái việc mà đi làm gia sư sẽ là chi phí cơ hội tốt nhất mà có thể là bị mất đi nếu như mà Mạnh lựa chọn là việc ở nhà học một cái năm dạy. Rồi. Anh em thầy thấy cái phần trả lời của em là ổn đó. Tuy nhiên cái câu đằng sau thì nên chỉnh lại một chút. Đó là cái chi phí cơ hội, là một cái chi phí liên quan đến việc từ bỏ đi cái phương án thay thế tốt nhất. Và mình phải xác định rõ rằng là cái việc học 1,5 tiếng trong cái tối hôm thứ ba đó thì có hai phương án thay thế. Ở trong hai phương án thay thế đó thì cái phương án thay thế tốt nhất đó là cái việc đi làm gia sư hay là đi làm cho KFC nhỉ? Thầy đang hỏi em đấy. Dạ là đi làm gia sư rồi. Đúng rồi. Việc ra quyết định học 1,5 tiếng vào tối hôm thứ ba đó thì có hai phương án khác thay thế. Tuy nhiên cái việc làm gia sư là phương án thay thế tốt nhất, tại vì nó có thu nhập cao hơn cho làm KMC. Dù gì thì cái đó thì cũng là lao động có kỹ năng, đúng không? Rồi. Thầy thấy là ổn rồi đó. Bây giờ câu tiếp theo xem nào. Khi ra đề thi thầy sẽ sửa thông tin kiểu như thế nhé, chứ không phải y nguyên này nhé. Các bạn chuẩn bị tinh thần nhé. Thầy đang kiểm tra xem các bạn nắm vấn đề thực sự đến đâu, chứ không phải là ra đề y nguyên thế nhé. Và mỗi một mã đề thì cái số liệu, ví dụ như có mã đề thì 50 đô, mã đề là 42 đô, có mã đề thì khác nhé. Đấy là các bạn biết được cái cách thức ra đề của thầy đó. Rồi thầy xem cái bạn nào đang bạn Phương nhóm 2, thầy thấy bạn đang chưa có cái ghi nhận sao gì đấy, muốn tạo cơ hội cho bạn Phương nhóm 2. Phương đâu nhỉ? Trình bày câu số 10. Câu số 10 đang trên màn hình đó. Thầy đang tô lại đây này. Phương có đó không? Các bạn trong nhóm thì rồi được rồi. Bạn Thư báo lại thông tin rất là nhanh nhé. Rồi như thế là rất tiết kiệm thời gian cho lớp. Bạn tức là bạn đã, thầy đang cố gắng tạo điều kiện cho các bạn đấy nhé. Tuy nhiên là các bạn không tham gia nên là mất cơ hội nhé. Như vậy sau này thì không còn có lý do gì nữa nhé. Các bạn phải chủ động tương tác. Còn các trường hợp đặc biệt mà không có gì thì bắt đầu thầy quan tâm tới đó. Nhưng mà quan tâm tới mà không có thì mất cơ hội nhá. Em nhắn lại cho bạn Phương như vậy là thầy có quan tâm đó. Rồi xin mời bạn Trang nhóm 2. Để tạo điều kiện cho bạn Trang đây, cũng chưa có gì. Trang vắng. Vậy là không nói được gì nhá. Bạn Tú nhóm 2. Rồi đại diện nhóm 2 báo cáo. Có bạn Tú không? Không bật được mic à? Kiếm chỗ nào lên phòng yên tĩnh hay gì đó chứ. Thế thì bây giờ thế này, nếu mà không bật được mic thì bây giờ thầy em đánh máy câu trả lời đi. Đánh máy câu trả lời, bây giờ thầy sửa lại thông tin một chút để cho em thay đổi thông tin này nhá. Các bạn khác cũng ghi chú lại nhá. Bây giờ thứ nhất là trong trường hợp cái câu số 10 này thì có 3 anh chàng. Trong đó anh chàng Mạnh thì sửa không phải là 10 đô nữa, mà lúc này nó sẽ thành 8 đô. Anh chàng Hưng này thì không phải 7 đô nữa mà 10 đô. Anh chàng Hiếu này thì lúc này là 9 đô.
Rồi, trình bày đi. Rồi bắt đầu là gửi kết quả nhé. Gửi xong thì thầy lại điều chỉnh đề một lần nữa. Thịnh muốn trình bày hả? Được rồi, từ từ. Thầy có đăng ký rồi thì thầy sẽ ghi chú nào. Rồi, đánh máy thầy cho em 2 phút nha. Tú ơi, và chú ý là trình bày thì theo cái cách tiếp cận một cách logic, có vận dụng khái niệm chi phí cơ hội như thầy nói. Và thầy đã gợi ý rất là rõ rằng là khi đã bàn tới các bài tập liên quan đến chi phí cơ hội, phải chỉ rõ ra phương án thay thế. Nếu mà có nhiều phương án thay thế, phải chỉ rõ ra phương án thay thế tốt nhất thì mới xác định được chi phí cơ hội nhé. Còn nếu không có phương án thay thế thì chi phí cơ hội là không nhé. Nếu không có phương án thay thế thì chi phí cơ hội sẽ là không. Đấy, em vừa làm nhưng mà thầy lại vừa gợi ý đó. Trong cái phần thống kê điểm này thì thầy chưa thấy bạn An nhập điểm nhỉ? Bạn An nhóm 4 á. Và chú ý rằng là cái bản quy chế về ghi nhận quá trình đã có hiệu lực rồi nhé. Mà đã có hiệu lực thì có nghĩa là thầy đã có thể khóa cách đây mấy tiếng rồi đó. Và một khi đã khóa rồi thì là không mở lại nhé. Thầy đã cho thời gian nửa tuần để thử nghiệm và các bạn tìm hiểu quy chế và làm quen góp ý, bổ sung hoàn thiện quy chế. Bây giờ là bắt đầu đi hiệu lực đó. Ngay bây giờ mà thầy mà khóa vào là không mở lại nữa đấy. Đâu bạn An đâu rồi? Đại diện nhóm 4 báo cáo có bạn An ở đó không? Giả sử mà không nhập được á thì có thể là nhờ bạn khác nhập, không sao cả nhé. Vì lý do nào đó mà không có chiếc máy tính thì có thể nhờ bạn nhập dùm. Tuy nhiên khi mà nhập dùm ấy thì khi thầy khóa xong thì phải kiểm tra lại xem là bạn nhập của mình có đúng hay không. Nếu mà có sai sót thì phải báo cáo điều chỉnh. Còn miễn thi không điền được à? Thầy đã khóa gì đâu mà chưa điền được nhỉ? Để thầy kiểm tra xem nào. Còn miễn thi thì các bạn nào cũng phải nhập khẩn trương rồi nhé. Thầy chưa khóa đấy nhá. Chứ một khi đã khóa rồi là không mở lại đâu đó. Còn miễn thi vẫn nhập được bình thường, không có khóa gì nhé. Cái cột mà họ tên ấy thì sẽ bị khóa rồi. Tuy nhiên là cột vào từng ngày á thì chưa khóa. Em thử lại đi Uyên Uyên này. Rồi, từ nãy giờ là thầy tranh thủ nói những cái chuyện khác là 3 phút rồi đó. Xin mời Tú nhỉ, gửi lại bài thầy coi xem nào. Rồi ok. Bạn An hôm nay vắng hả? Cái bài của Tú ấy thì có ai bình luận gì không? Góp ý cho bạn trước khi thầy góp ý cái đấy. Mời bạn Thịnh góp ý cho bạn Tú cái. Cách thức trình bày thì đầu tiên là đọc đề. Nếu mà trình bày bằng tiếng Việt thì dịch trước. Sau đó đọc cái câu trả lời của bạn. Sau đó là bổ sung cái gì rõ ràng. Xin mời Thịnh. Bạn Hưng Hiếu đều chơi bóng đá ở trường phổ thông của họ. Họ có một phương án là phải từ bỏ trận bóng đá của mình để phải đi làm việc. Mạnh phải đi làm việc khoảng 8 đô trên một giờ ở tàu điện ngầm. Thì phải đi trông trẻ có được khoảng 10 đô trên một giờ. Hiếu thì phải đi bán bánh có được khoảng 9 đô trên một giờ. Ai là người có chi phí cơ hội cao nhất khi từ bỏ trận bóng đá? Câu trả lời của bạn Tú là từ cái đề cho rõ cái đã. Cái này không phải nhá, có thể thôi. Đấy là một phương án thay thế. Thay vì chơi bóng đá thì họ có phương án thay thế là ví dụ Hưng là có thể đi trông trẻ, có thể thôi, không phải gì cả nhé. Đấy là quyền của họ nhé. Ok không? Nó chỉ là could thôi chứ không phải must. Có thể. Được chưa? Rồi. Tiếp đi nào. Câu trả lời của bạn Tú là Hưng là người có chi phí cơ hội cao nhất khi chơi bóng đá vì Hưng có được 10 đô trên một giờ khi trông trẻ, trong khi Mạnh chỉ có được 8 đô trên một giờ ở tàu điện ngầm và Hiếu bán bánh quy thì có được 9 đô trên một giờ. Em xin bổ sung và
Hưng là người có chi phí cơ hội cao nhất khi từ bỏ chơi một trận bóng đá, thay vì thay vào việc đó là phải Hưng phải trông trẻ, Hưng có thể trông trẻ để có được 10 đô trên một giờ. Trong ba phương, trong ba phương án của ba bạn thì Mạnh có được 8 đô trên một giờ khi làm được khi làm việc ở tàu điện ngầm. Hiếu thì khi bán bánh thì có được 9 đô. Thì trong ba phương án của Hưng là có chi phí cơ hội cao nhất. Vì Hưng đã từ bỏ việc trông trẻ. Hưng đã từ bỏ việc chơi bóng đá, thay vào đó là thay Hưng để từ bỏ việc trông trẻ 10 đô trên giờ để chơi trận bóng đá. Rồi, được rồi. Bổ sung rõ ràng hơn, bổ sung tốt cho bạn Tú. Tuy nhiên thầy lại bổ sung một lần nữa để cho nó hoàn chỉnh. Bổ sung lần nữa nhé. Và cách tiếp cận là như vậy. Là người ta hỏi là ai là người có chi phí cơ hội cao nhất khi mà thực hiện cái quyết định là chơi bóng đá. Thì mình chốt luôn một câu. Như là bạn Win có đang trả lời kìa. Nói là người ta hỏi cái gì thì mình trả lời dứt điểm vào trọng tâm cái đó. Trả lời luôn là Hưng à? Hưng. Sau đó bắt đầu mới giải thích. Thì mình áp dụng ngay cái khái niệm về chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội, khái niệm cách tổng quát đó là chi phí mất đi do không thực hiện phương án thay thế tốt nhất. Và nếu mà áp dụng cái định nghĩa tổng quát đó vào cái trường hợp này thì ta xác định chi phí cơ hội của từng trường hợp mình phải nêu rõ. Chi phí cơ hội của anh chàng bạn nhé, thì anh ta thực hiện việc ra quyết định là chơi đá banh thì đó là cái chi phí mất đi do anh ta không làm việc ở tàu điện ngầm. Cụ thể là mỗi giờ được 10 được 8 đô. Đấy, mình sẽ xác định rõ. Còn chi phí cơ hội của Hưng khi chơi bóng đá là gì? Đó là cái chi phí mất đi do anh ta không thực hiện phương án thay thế. Phương án thay thế ở đây là đi trông trẻ. Babysit á. Để có thu nhập là 10 đô mỗi giờ. Ở Hiếu cũng vậy, mình phải xác định rõ. Ở trong các bài làm của các bạn thì về cơ bản thì bắt được ý, nhưng mà cần phải vận dụng luôn cái khái niệm chi phí cơ hội vậy khi mà giải thích. Thì như vậy một cái bài trình bày như thế nó rất là rõ ràng. Nó đi từ lý thuyết đến thực tiễn, đi từ lý thuyết đến vận dụng. Nó có cơ sở lý thuyết đàng hoàng. Ok không? Ví dụ như bài của bạn Win ấy thì có nêu rõ được các cái chi phí phương án thay thế này. Thì cũng là một cái sự bổ sung tốt. Nhưng mà lên trình bày thì nên trình bày một cách tiếp cận, một cách logic, người ta hỏi cái gì trả lời rành mạch cái đó một cách dứt điểm, sau đó mới giải thích. Giải thích thì áp dụng cái khái niệm về chi phí cơ hội. Như vậy thì một cái bài trình bày đang hướng dẫn về cách tiếp cận vấn đề và xử lý vấn đề thôi, chứ không phải là dạy văn mẫu và cách thuộc từng từ nhé. Đúng không? Có nghĩa là thầy không chỉ đơn thuần tiếp cận để các bạn giải quyết vấn đề mà hướng dẫn cả cách trình bày một cách có hệ thống đó. Sau khi thầy bổ sung thế thì không biết là bạn Tú, bạn Trịnh, bạn Win thì có hài lòng không? Có gì chưa rõ cần thầy bổ sung thêm không? Hoặc là bất kỳ ai mà có vấn đề khi nghe mà chưa rõ ấy, cần thầy giải đáp thêm á, thì đặt câu hỏi. Ba bạn đã hài lòng về phần bổ sung của thầy chưa? Em hài lòng. Rồi ok. Bây giờ Tú, những ai muốn đăng ký làm câu số 11, 12 thì bây giờ chủ động làm đi nhé. Thầy cho 3 phút chọn một trong hai câu 11, 12 đây này. Hai câu thầy đang đánh khoanh màu vàng đây này. Chọn một trong hai câu, thầy cho 3 phút. Đánh máy đi.
Rồi bắt đầu thầy ra hiệu lệnh hết 3 phút thì bắt đầu mới gửi đồng loạt nhé. Thì thầy sẽ đọc. Tất cả cùng làm. Chọn một trong hai câu số 11 hoặc là 12. Và chưa gửi vội nhé. Bây giờ thầy ra hiệu lệnh gửi thì bắt đầu mới gửi nhé. Gửi đồng loạt một lúc đó, bạn gửi sau thì sẽ bị thiệt thòi đó. À, chưa thấy màn hình à? Để thầy chia sẻ lại màn hình nhé. Rồi, thầy đang chia sẻ lại màn hình. Rồi, được chưa? Câu số 11, 12 này. Thấy màn hình chưa Thịnh ơi? Và chú ý là trên cái màn hình này thầy đang sửa đề này. Thứ nhất này, sửa lại một số thông tin này. Thứ nhất là anh chàng James này không phải là 35 nữa. Mà lúc này anh ấy là 36. Còn anh chàng Mike thì không phải là 15.000 nữa. 12.000. Và vấn đề là không phải là mỗi năm nữa. Là mỗi 6 tháng. Không phải mỗi năm nữa, là mỗi 6 tháng. Và ra quyết định là vẽ tranh trong vòng 2 năm là bao nhiêu? Không phải vẽ tranh trong 1 năm nữa, mà bây giờ là vẽ tranh trong 2 năm. Mỗi người ra quyết định là vẽ tranh. Và ra quyết định là nghỉ hẳn 2 năm chứ không phải nghỉ 1 năm. Đang sửa đề đó. Không phải 1 năm nhé, cái này là 2 năm. 2 year đó. Câu số 12 thì sửa đề một chút. À, cái này không phải là 12 này. Mà lúc này nó thành 16 này. 6 lúc này thành 8 này. Rồi được rồi. Sửa đề nhá. Bạn nào chưa rõ đề thì nói để thầy nhắc lại đề. Câu số 11. Anh chàng James này thì không còn 35 triệu đô mỗi năm nữa, mà là 36 triệu đô mỗi 6 tháng. Còn anh chàng Mike thì lúc này thu nhập là 12.000 đô mỗi 6 tháng. Và hai chàng này thì ra quyết định là vẽ tranh trong vòng 2 năm chứ không phải 1 năm. Và chi phí cơ hội của việc vẽ tranh trong vòng 2 năm đó là bao nhiêu? Câu số 12 thì đổi từ 12 thành 16, 6 thành 8. Rồi xong rồi, bây giờ 3 phút nha. Đánh máy đồng loạt và trình bày thì bằng ngôn ngữ của mình. Mỗi người cách trình bày không ai giống ai. Rồi 8 giờ 10 cho hẳn đến 17 phút đi. 8 giờ 17 phút bắt đầu mới gửi. Thì thầy có hiệu lệnh gửi bắt đầu mới gửi. Bạn nào chưa xong thì bật mic lên nói là em chưa xong, xin thầy thêm mấy phút để thầy biết. Em chưa xong ạ. Thầy cho thêm tầm 2 phút. Em chưa xong. Rồi được rồi, cho thêm 2 phút nữa. Tạm thời khóa mic đi nha. Chưa trình bày khóa mic vào. Rồi, bạn đã gửi rồi thì tất cả bạn khác đồng loạt gửi nhé. Một khi đã gửi rồi thì đồng loạt tất cả gửi. Ok.
Các bạn khác thì khi mà chưa trình bày khóa mic nào được ổn. Rồi, xong hết rồi nha. Hiện nay là có 12 bài rồi nha. Không ai muốn gửi thêm đây đúng không? Rồi, xong hết rồi đó. Bắt đầu thầy đọc đi xem nào. Bây giờ thầy thấy cái câu trả lời của bạn Thịnh ổn đấy. Bây giờ em đọc lại tất cả các câu liên quan đến... Bây giờ thế này này, thầy đang cân nhắc cái việc miễn thi cho bạn Thịnh này. Bây giờ bạn Thịnh đọc tất cả các câu trả lời cho câu số 11 rồi là góp ý cho từng câu một. Trước khi thầy góp ý. Rồi em trả lời lại bằng mic. Đúng rồi. Khi trình bày thì đọc đề, dịch thuật, trình bày câu trả lời của em, sau đó đọc lại từng câu trả lời của các bạn trả lời câu số 11 đó. Sau đó là đưa ra góp ý, nhận xét, hoàn thiện nếu có. Rồi xin mời. Em Tepron nhận được 36 triệu. Đô mỗi 6 tháng khi làm vận động viên bóng rổ. Mai thì làm việc tại trường học với mức lương là 12.000 đô trên mỗi 6 tháng. Không phải. Mai là có cái profile, có hồ sơ là đã tốt nghiệp phổ thông. Mà khi mà tốt nghiệp phổ thông ấy thì cũng lao động không phải kỹ năng có kỹ năng gì. Nên là thu nhập làm bồi bàn với mức thu nhập là 12.000 đô mỗi 6 tháng. Thường thường cái thu nhập bồi bàn đấy thì người ta trả lương theo giờ thôi, nhưng mà đây là cộng dồn 6 tháng thì được 12.000 đô. Đúng không? Rồi tiếp đi. Một ngày thì cả hai Mai và Jim LeBron đều cảm thấy chán ghét công việc của họ và muốn vẽ tranh trong 2 năm. Thì chi phí cơ hội của mỗi người trong khi bỏ ra khi phải vẽ tranh trong 2 năm là gì? Thì em xin trả lời là chi phí cơ hội để vẽ tranh trong 2 năm đối với Jim là 144 triệu đô và chi phí cơ hội để vẽ tranh trong 2 năm của Mai là 48.000 đô. Vì Jim đã từ bỏ phương án thay thế tốt nhất là vận động viên bóng rổ với mức lương là 36 triệu đô mỗi 6 tháng. Thì trong mỗi 6 tháng thì trong 2 năm nghĩa là Jim đã từ bỏ đi 144 triệu đô. Còn Mai đã từ bỏ phương án tốt nhất là làm việc bồi bàn với mức lương là 12.000 đô mỗi 6 tháng thì trong 2 năm nghĩa là 48.000 đô để vẽ bức tranh trong 2 năm. Rồi. Có một rồi, đọc các câu phản hồi của các bạn khác xem nào, rồi góp ý hoàn thiện. Đọc của bạn Jim LeBron là câu của bạn Mộc Linh là Jim LeBron kiếm được 36 triệu đô mỗi 6 tháng khi là cầu thủ NBA. Mai là một học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông kiếm được 12.000 đô mỗi 6 tháng khi làm bồi bàn. Một ngày nọ, cả Mai và LeBron đều chán công việc của mình và quyết định nghỉ hưu tại một nơi dành cho nghệ sĩ để vẽ tranh trong 2 năm. Chi phí cơ hội của mỗi người làm tranh hoa là gì? Chi phí cơ hội của LeBron là 144 triệu đô la vì LeBron kiếm được 36 triệu đô la mỗi 6 tháng, 2 năm tương đương với 4 lần 6 tháng. Chi phí cơ hội LeBron là 36 triệu
nhân với 4 là 144 triệu đô la. Chi phí cơ hội của Mai là 48.000 đô la. Tương tự với LeBron ta có 12 nhân 4 là 48.000. Xin sửa ở đây là phải chỉ ra phương án tốt nhất mà Jim, LeBron và Mai đều đã bỏ qua khi vẽ bức tranh trong 2 năm. Rồi, với trong trường hợp của bạn Linh ấy thì về cơ bản là ổn rồi. Thì bảo hoàn hảo chưa thì chưa nhé. Lý do là như thầy đã hướng dẫn trong ngay từ đầu á, là chúng ta nên tiếp cận từ khái niệm, từ lý thuyết đến vận dụng. Từ khái niệm chi phí cơ hội, phải bám vào thật chặt vào cái khái niệm về chi phí cơ hội. Đó là cái chi phí liên quan đến việc từ bỏ đi phương án thay thế tốt nhất. Và nếu mà áp dụng trong trường hợp này thì thần chỉ rõ là cái việc thực hiện quyết định vẽ tranh, vẽ các bức tranh trong 2 năm thì dẫn đến việc từ bỏ đi cái cơ hội thay thế. Đó là đối với LeBron James thì làm vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Với tài năng của anh ta thì anh ta được trả theo cái lương như là thầy vừa công bố đó. Chưa? Tương tự đối với Mike thì chỉ rõ ra thì nó sẽ hoàn thiện được cái phần của em đó, Ninh ạ. Rồi tiếp. Sau khi thầy sửa xong thì bạn Ninh cũng sửa lại và gửi lại đáp án nha. Thầy đang kiểm tra cái khả năng tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và hoàn thiện đấy. Chứ không phải là nghe xong rồi là không có cải thiện được gì là không được nha. Rồi, tiếp. Câu trả lời của bạn Thư là 6 tháng là bằng 1/2 năm. Thì chi phí cơ hội của LeBron khi không là một cầu thủ NBA để thay thế làm họa sĩ vẽ tranh trong 2 năm là 144 triệu đô, 36 x 4 bằng 144. Chi phí cơ hội của Mike khi không làm phục vụ bàn để thay thế làm họa sĩ vẽ tranh trong 2 năm là 48 triệu đô. Thầy em xin bổ sung cho bạn là câu của bạn Thư không có gì để nữa. Của bạn Thư hả? Bạn Thư thì bổ sung y hệt như bạn Ninh đó. Chưa đưa ra. Có nghĩa là trong trường hợp này thì bạn có viết nhưng mà chưa rõ ý này, thì nên hoàn thiện chút này. Chi phí cơ hội của LeBron khi vẽ tranh về hoa trong 2 năm là gì? Thì bắt đầu mình nói là đó là cái số tiền mất đi do không làm cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Để nói phải cách rõ ràng như thế thì nó mới ngọn ngành về nghĩa. Phải thầy đang góp ý cho Thư để tí nữa em đánh máy lại nhé. Nếu mà chưa rõ thì hỏi nhé. Thì cái bài trình bày của em là sẽ hoàn chỉnh. Khi đi thi thì sẽ hoàn chỉnh. Ok không? Tương tự đối với trường hợp của Mike thì nói rõ là chi phí cơ hội của Mike khi vẽ tranh về hoa trong 2 năm là cái khoản tiền mất đi do Mike không làm bồi bàn trong 2 năm đó. Thì làm bồi bàn trong 2 năm đó, đó chính là phương án thay thế tốt nhất của Mai. Và trong buổi làm bồi bàn trong 2 năm bằng bao nhiêu thì bắt đầu em mới dùng cái công thức là 12 x 4 bằng 48. Nhá. Rồi, thế góp ý xong cho bản thư đó. Rồi tiếp thu rồi hoàn chỉnh rồi gửi lại nhá. Rồi tiếp theo. Chính phí cơ hội của LeBron James là 144 triệu đô và của Mai là 48.000 đô nếu LeBron James từ bỏ việc chơi bóng rổ và Mai thì từ bỏ việc làm phục vụ để đi vẽ tranh trong 2 năm.
Xin bổ sung là giống bàn thư thì làm phải chỉ ghi rõ ra là khi James Bond từ bỏ việc bóng rổ chuyên nghiệp để vẽ tranh trong 2 năm và Mark từ bỏ việc phục vụ để vẽ tranh trong 2 năm là mình phải ghi rõ ra. Rồi, Văn Văn ơi, thế bạn có ý thế thì em đã bắt được ý chưa? Có cần hỏi thêm không? Bộ bổ sung gì thì để thầy hoàn thiện cái bài, cái câu của em cái. Dạ, em bắt được ý rồi. Ừ, rồi, ok. Nhá. Yeah. Rồi, tiếp theo xem nào. Chi phí cơ hội việc cho việc vẽ tranh của James là 144 triệu đô và chi phí cơ hội vẽ tranh cho Mai là 48.000 đô. Bổ sung là bạn phải ghi chỉ ra là phương án tốt nhất mà James, LeBron và Mai đã bỏ qua khi đã bỏ qua khi để làm việc vẽ tranh trong 2 năm là gì? Của James LeBron là làm vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp với mức lương là 36 triệu đô 6 tháng và của Mai là làm bộ bàn với mức lương là 12.000 đô mỗi 6 tháng. Rồi, Tú ơi, em có bắt được cái nội dung góp ý của bạn không? Nghĩa là cái câu trả lời của em là trả lời đáp án dành mạch đích xác luôn vào cái câu hỏi của người ta, tốt rồi. Tuy nhiên mình cần phải dẫn giải từ khái niệm chi phí cơ hội, rồi dẫn giải tính toán nữa. Còn khi trả lời một cách rành mạch ngay từ đầu như thế là tốt rồi đó. Ok không? Tuy nhiên phải có dẫn giải từ khái niệm chi phí cơ hội, rồi dẫn giải mình tính toán một chút nữa thì mới ra con số đó. Rồi hoàn thiện đi, rồi gửi lại. Rồi tiếp. Lời của mạng Kim Thành này. Chi phí cơ hội của James khi vẽ tranh trong 2 năm là 144 triệu đô. Chi phí cơ hội của Mai khi vẽ tranh trong 2 năm là 48.000 đô. Xin bổ sung là của bạn Thành thì bổ sung giống với bạn Tú là phải ghi rõ ra là James và Mai đã bỏ qua phương án tốt nhất để dành cho việc vẽ tranh trong 2 năm. Ừ, rồi. Rồi Thành nhá, bạn góp ý rồi hoàn thiện rồi gửi lại nhé. Rồi tiếp. Chi phí cơ hội trong 2 năm đó của LeBron là 144 triệu đô, 26 triệu đô mỗi 6 tháng, chia ra 2 năm là 144 triệu đô, Mai là 48.000 đô, 12.000 mỗi 6 tháng. Thì là 2 năm là 48.000 đô thì em xin bổ sung là cũng giống như bạn Tú với bạn Thành là bạn không phải chỉ ra là em LeBron và Mai đã bỏ qua phương án tốt nhất để vẽ tranh dành cho việc vẽ tranh trong 2 năm là gì. Ừ, rồi, có nghĩa là đối với câu hỏi này thì phải làm rõ 3 vấn đề, người ta hỏi gì thì mình trả lời dứt điểm. Thì cái câu dứt điểm của em là được rồi đó. Chi phí cơ hội trong 2 năm khi mà thực hiện vẽ tranh về hoa của LeBron là 144 triệu đô. Đấy là câu trả lời dứt điểm. Tuy nhiên phải có thêm dẫn giải từ khái niệm chi phí cơ hội. Đấy là cái điểm thứ hai cần phải trình bày. Chỉ rõ trong khái niệm đó sẽ có chỉ rõ về phương án thay thế tốt nhất. Sau đó cách thứ ba, cái ý thứ ba trong phần trình bày đó là nêu về cách tính toán. Thì cái phần tính toán của em là ổn rồi đó. Nên là bây giờ em bổ sung thêm cái phần liên quan đến cái từ khái niệm chi phí cơ hội để chỉ ra phương án thay thế nhé. Thầy và bạn Thịnh đang góp ý cho Công đó thì em có bắt kịp không, có cần cung cấp thêm thông tin không hay như thế là đủ rồi? Thank you.
Đâu bạn công đâu rồi? Ừ rồi ok. Rồi tiếp theo xem nào. Quốc Anh là chi phí cơ hội của LeBron trong việc vẽ tranh trong 2 năm là 142 triệu đô. Còn chi phí cơ hội của Mai cho việc vẽ tranh trong 2 năm là 48.000 đô. Em xin góp ý cho bạn là bạn phải chỉ rõ ra là team LeBron đã bỏ qua phương án tốt nhất là những gì và bạn phải của James LeBron phải là 144 triệu đô chứ không phải là 142. Và bạn phải ghi ra là từ đâu có con số 144 với con số 48 triệu đô. Rồi, hợp lý. Có nghĩa là bổ sung về phần tính toán và bổ sung chỉ rõ về cái từ khái niệm chi phí cơ hội và phương án thay thế tốt nhất. Thì với cái phần bổ sung đó thì thầy tin là khi trình bày thì sẽ hoàn thiện hơn đấy em ơi, cô anh ơi. Nhá. Rồi, hoàn thiện đi rồi gửi lại. Tiếp. Thầy của bạn Trúc là 6 tháng là bằng 1 phần 2 năm chi phí cơ hội của LeBron khi không phải làm cầu thủ NBA để vẽ tranh trong 2 năm là 144 triệu đô và chi phí cơ hội của Mai khi không phải phục vụ bàn để là làm họa sĩ vẽ tranh trong 2 năm là 48.000 đô. Đây bạn trả lời đầy đủ. Nhưng mà cái hành văn thì có vẻ là cần phải bổ sung thêm đó. Ví dụ như vậy này. Chi phí cơ hội của LeBron khi vẽ tranh trong 2 năm đó là chi phí liên quan đến việc không làm cầu thủ NBA thì mới là cái sự vận dụng tốt của khái niệm chi phí cơ hội. Còn cái việc nói là chi phí cơ hội của LeBron khi không phải là cầu thủ NBA thì cái câu này nó hơi tối nghĩa đó. Và nếu mà giám khảo người ta chấm một cách khắt khe thì người ta lại không chấp nhận câu này đâu. Cẩn thận nhé. Trong lúc thực hành thì được sai thoải mái. Tuy nhiên đi thi thì phải chú ý nhé. Bây giờ bổ sung lại, hoàn thiện lại đi Trúc ơi. Chi phí cơ hội của LeBron khi thực hiện vẽ tranh vừa qua trong 2 năm. Đó là cái chi phí liên quan... chi phí mất đi đó, chi phí liên quan đó, liên quan đến việc không làm cầu thủ NBA và cái việc làm cầu thủ NBA là phương án thay thế tốt nhất đối với LeBron nhé. Tại vì trong bài thi người ta căn cứ vào duy nhất cái cách hành văn của các bạn thôi, không còn thêm cái chuyện tương tác hỏi vấn đáp nữa, nên là người ta cũng căn cứ đúng vào cái phần các em viết ra. Rồi được rồi, tiếp đi xem nào. Câu trả lời của bạn Vinh đó là chi phí cơ hội của Chen khi bỏ ra 2 năm để bị tranh là 144 triệu đô. Vì James có một phương án thay thế tốt nhất là làm cầu thủ với mức lương là 36 triệu đô mỗi 6 tháng. Còn chi phí cơ hội của James khi bỏ ra 2 năm để vẽ tranh là 48.000 đô. Vì Mai có một phương án thay thế tốt nhất là làm bồi bàn với mức lương 12.000 đô. Thì em xin bổ sung là bạn ghi sai cái chỗ chi phí cơ hội của James mà phải là chi phí cơ hội của Mai. Còn lại là bạn giải thích rõ và đúng vấn đề. Rồi bạn đánh vội cái phần đó nên là nó hơi nhầm lẫn một chút, trong khi thi thì như thế là thành lỗi sai nghiêm trọng đó. Tuy nhiên ở đây thì thầy đang hiểu là bạn đang đánh vội vàng thôi,
là thầy thấy là cách giải tiếp cận của bạn Win là cách tiếp cận và cách tiếp cận vấn đề là có dẫn giải từ khái niệm chi phí cơ hội áp dụng cụ thể trong trường hợp đó và giải thích hợp lý. Thấy phần trình bày của bạn Win là hợp lý nhất trong các phần phản hồi đó. Tuy nhiên nếu mà muốn nói mà bổ sung được hay nữa hay không thì thầy khẳng định là vẫn bổ sung được. Bổ sung cái gì thì bổ sung lấy giải thích con số 144 triệu đô ở đâu ra. Đấy là một cái ý bổ sung đó. Có thể là 36 triệu nhân với 4 chẳng hạn. Chỉ cần một câu đơn giản như thế thôi. Sẽ là hoàn chỉnh hoàn toàn cái phần của bạn Uyên nhé. Rồi bây giờ thầy mời bạn Uyên đọc lại các cái phần phản hồi của từng nhóm để một lần nữa xem có góp ý gì không. Lần này đọc không cần đọc lại nữa mà chỉ cần em đọc lướt từng bài rồi em thấy là cái này em thấy là đạt ok rồi. Không cần đọc to nữa. Các bạn sau khi nghe tiếp nhận thì các bạn đang gửi lại cái phản hồi đó thì bây giờ em đọc nhanh rồi em nói là như thế là đủ ý. Và trình bày như thế là hợp lý logic. Rồi xin mời. Em thưa thầy là nhận xét từng bạn là bắt đầu từ bạn Linh nha thầy. Đúng rồi. Dạ bạn Linh thì sau phần sửa thì bạn trả lời là như vậy là được và bạn có diễn giải là 144 triệu đô là từ đâu ra. Dạ, rồi ok rồi như vậy là chỉ với cái phần phản hồi tương tác thì một chút thôi là từ 50% thành 100% ngay chất lượng phản hồi nâng cao gấp đôi đúng không? Rồi tốt, khẳng định là tốt đó. Rồi tiếp. Rồi bạn Thư sao? Bạn Thư thì bạn có đổi 6 tháng bằng 1/2 năm ngay từ đầu thì cũng bạn có thể đổi 6 tháng bằng 1/2 năm thì bạn cho xuống dưới cái câu tính khi tính 144 triệu đô thì hợp lý hơn ạ. Ừ, rồi có một góp ý nhỏ như thế. Như vậy cơ bản là trình bày như vậy là cũng ổn đúng không? Rất là tốt. Thầy không yêu cầu là văn mẫu mà là phải giống nhau nhé. Mỗi người có cách tiếp cận vấn đề riêng của từng người. Và thầy thấy là cái cách tiếp cận của bạn Thư là được, ok. Và các bạn khác cũng không nên học nguyên văn của từng bạn thầy đang sửa nhé. Mỗi người có cách tư duy riêng. Rồi tiếp. Dạ, về bạn Thành thì bạn thiếu phép tính ạ. À, vâng. Thiếu phép tính, giải thích rõ thêm cái phần phép tính nhé. Còn cái phần từ định nghĩa bạn chỉ rõ phương án thay thế thì như thế là ổn rồi đúng không? Dạ. Rồi được rồi, tiếp. Bạn Văn thì dạ bạn Văn thì cũng được ạ, bạn nêu rõ ràng nhưng cái phần của bạn thì nó bạn Văn thì bạn tách ra hai cái trường hợp riêng giống như em thì cũng được ạ. Rồi, ok.
đầy đủ rồi. Rồi. Rồi tiếp. Bản công. Bản công có đầy đủ phép tính và trả lời đúng và trọng tâm cũng được ạ. Rồi được rồi. Bạn Tú thì như bạn Thư là đổi 2 năm bằng 24 tháng đầu tiên, sau đó bạn tính dẫn như vậy cũng được. Rồi ok. Rồi tiếp đi chứ nào. Dạ của bạn Quốc Anh là bạn của anh cũng ngộ rồi. Mỗi người có cách tiếp cận vấn đề và cách trình bày gì khác nhau thì thầy tôn trọng chuyện đó. Cơ bản là đủ ý đúng không? Dạ. Dạ. Rồi bạn Trúc thì sao? Bạn Trúc thì tắt ra hai phần đầy đủ ý luôn ạ. Vâng. Rồi, hợp lý ha. Dạ. À, rồi, bây giờ liên quan đến cái câu số 12. 12 thì xem bạn nào trình bày câu 12 này. Câu 12 thì mời bạn Tuyền trình bày. Đâu nhỉ Tuyền ơi? Dạ thầy, em được. Đọc câu hỏi nha thầy. Đúng rồi. Dạ em đọc bằng tiếng Việt nha thầy. Được, tiếng Việt, tiếng Anh được hết. Giả sử một nền kinh tế trong đó chỉ có hai hàng hóa được sản xuất, xe đạp và xe máy. Và giả sử rằng sự kết hợp khả thi duy nhất của hai hàng hóa là những hàng hóa trong ba hàng của hãng tiếp theo. Chi phí cơ hội của một xe máy là gì? Dạ em trả lời thầy. Dạ chi phí cơ hội của một chiếc xe máy là 8 chiếc xe đạp. Rồi đấy là trả lời trọng tâm vào vấn đề đó. Bây giờ giải thích. Dạ là em giải thích theo cách em hiểu đó thầy. Ừ đúng rồi, cứ giải thích theo cách của em thôi. Dạ, theo cái bảng là thầy mới sửa lại số là bên cột của xe đạp là 16, thì bên cột của xe máy là 0. Còn bên cột của xe đạp là 8, thì bên xe máy là 1. Vậy chi phí cơ hội của nếu mà của một chiếc xe máy thì tương ứng với lại 8 chiếc xe đạp. Rồi. Như vậy là cũng được 70% rồi đó. À, và thầy có một số góp ý như vậy này. À, còn có bạn nào trả lời câu 12 không? Để xem nào. Trước khi thầy góp ý thì xem là có bạn nào trả lời câu 12 được không? Ngoài bạn Tuyền. Là một mình em trình bày câu 12 đúng không Tuyền ấy? Dạ đúng rồi thầy. Ờ thế bây giờ thế này.
Nếu mà trong bài giảng trực tuyến thì thầy đã giải thích cái câu này đây này. Thầy chiếu lại cái phần trình chiếu này các em thấy này. Đây, đúng không? Thấy phần trình chiếu không? Thấy cái xem xe đạp không? Có thấy cái xe đạp không nhỉ? Dạ thấy. À, có thấy. Và trong bài giảng trực tuyến thì thầy đã nói rõ rằng là một cái nền kinh tế giả sử là nền kinh tế dồn tất cả các nguồn lực để sản xuất hai loại hàng hóa thôi. Trong thực tế thì nó cả hàng triệu hàng hóa, nhưng đây chúng ta đang xem dưới dạng mô hình, và để làm rõ các khái niệm lý thuyết thì thầy đơn giản hóa mọi thứ bằng việc là toàn bộ nền kinh tế dồn hết tất cả nguồn lực để sản xuất hai loại hàng hóa thôi. Thứ nhất là một là xe đạp, thứ hai là xe máy. Nguồn lực ở đây thì gồm có vốn, nguồn nhân lực, con người, công nghệ, thiết bị, tài nguyên, vân vân, dồn hết vào để sản xuất hai loại hàng hóa này thôi. Thì nó có các cái phương án, các phối hợp, các phương án sản xuất khả thi. Có thể nền kinh tế sản xuất theo phương án thứ nhất. Phương án thứ nhất là gì nhỉ? Trong trường hợp thầy sửa đề, phương án thứ nhất là tập trung và sản xuất 16 chiếc xe đạp và không sản xuất chiếc xe máy nào. Có đúng thế không? Có đúng thế không nhỉ? Dạ đúng rồi. Ờ. Hoặc là phương án thứ hai, nền kinh tế này sản xuất là 8 chiếc xe đạp và chỉ 1 chiếc xe máy. Hoặc là phương án thứ ba là nền kinh tế này không sản xuất chiếc xe đạp nào nhưng mà sản xuất được 2 chiếc xe máy. Như vậy là 3 phương án khả thi của nền kinh tế này có thể sản xuất với nguồn lực, vốn, con người, công nghệ hiện có. Và câu hỏi đặt ra là chi phí cơ hội của việc sản xuất ra 1 chiếc xe máy là bao nhiêu? Thì bây giờ phải thấy cái phần góp ý của thầy đó là gì này, quay trở về cái khái niệm về chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là gì nhỉ? Em nhắc lại lần nữa cho nó dứt điểm cái xem này. Dạ, chi phí cơ hội là chi phí mất đi khi không thực hiện phương án tốt nhất. Không phải thực hiện phương án tốt nhất mà phương án thay thế tốt nhất. Thay thế tốt nhất. Cái chữ thay thế quan trọng lắm nhé. Yeah. Từ thay thế nó là từ sống còn đó. Nếu mà bỏ từ thay thế đi là thành một cái khái niệm sai hoàn toàn. Nhắc nào. Dạ, chi phí cơ hội là chi phí mất đi khi không thực hiện phương án thay thế tốt nhất. Rồi, chính xác. Khi mà không sản xuất một chiếc xe máy thì cái chi phí cơ hội của việc sản xuất một chiếc xe máy đó là cái chi phí khi không thực hiện phương án thay thế tốt nhất. Phương án thay thế tốt nhất lúc này là gì nhỉ? Là từ bỏ đi là gì? Là sản xuất xe đạp chứ là gì, đúng không? Chi phí cơ hội nhá, chi phí cơ hội của việc sản xuất ra một chiếc xe máy trong trường hợp này đó là chi phí do việc không sản xuất bao nhiêu chiếc xe đạp? Không sản xuất 8 chiếc xe đạp. Chính xác. Tại trong trường hợp này là chi phí cơ hội của việc sản xuất ra một chiếc xe máy nó là cái chi phí liên quan đến việc từ bỏ phương án thay thế tốt nhất. Và phương án thay thế tốt nhất của việc sản xuất một chiếc xe máy đó là sản xuất 8 chiếc xe đạp. Và chính vì vậy mà cái chi phí cơ hội của việc sản xuất một chiếc xe máy đó chính là 8 chiếc xe đạp. Bây giờ em đánh lại cái câu sau khi tiếp nhận cái phản hồi của thầy á, góp ý của thầy thì hoàn chỉnh câu trả lời của em rồi gửi lại nhé. Dạ. Ok. Rồi, sau khi nói xong thì tắt mic đi. Để đỡ ổn. Rồi, bây giờ chúng ta giải quyết một số câu liên quan đến phạm vi thị trường. Thì hiện nay đang còn các câu sau đây này. Câu thầy đang cho vào cái ô màu đỏ này. Các bạn có thấy phần chia sẻ màn hình không? Đây là cái câu này cần phải giải quyết một cách triệt để.
Khi các bạn thi mà gặp cái câu này thì không có sự bị động ha. Gặp bất kỳ một câu nào thì hoàn toàn chủ động hoàn toàn. Tại vì câu đó đã được thảo luận ở nhóm, thảo luận trên lớp, được nhận phản hồi của thầy. Sau khi nhận phản hồi xong thì lại hoàn thiện lại câu hỏi. Ok không? Thì mọi câu hỏi nó đều chủ động hoàn toàn. Liên quan đến cái nhiệm vụ nhóm số 2 liên quan đến phạm vi thị trường á, thì bữa trước chúng ta đã xử lý đến câu số 7 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý thêm các cái câu này để cho nó dứt điểm cái. Thì liên quan đến cái nhiệm vụ nhóm số 2 á, của chương 1 á, thì có các cái nhóm sau đây nộp bài này. Nhóm 1, nhóm 3 và nhóm 4. Và thầy muốn quan tâm là ai chấp bút cho cái nhiệm vụ nhóm số 2 của chương 1 mà do nhóm số 1 gửi nhỉ? Nhóm số 1, ai chấp bút cho cái nhiệm vụ nhóm số 2 chương 1? Ai chấp bút đấy? Đâu nhóm 1 đâu? Đại diện nhóm 1 đâu? Xác định cho là ai chấp bút cho cái nhiệm vụ nhóm số 2 chương 1 của nhóm em đấy. Ai chấp bút? Văn Văn hả? Rồi, ok. Còn cái nhóm số 3 ai chấp bút đấy? Đâu, nhóm số 3 xác nhận đi. Văn Win. Rồi được rồi. Bây giờ thầy mời bạn Văn trình bày câu số 8. Dạ, thầy đợi em xíu. Dạ thưa thầy, phạm vi thị trường là gì? Mình học bằng các ví dụ thực tế liên quan đến thị trường vàng. Rồi. Dạ thưa thầy, phạm vi thị trường là ranh giới của thị trường về mặt địa lý và chủng loại hàng hóa của thị trường đó. Vàng được giao dịch tại một thị trường thế giới. Hoạt động kinh doanh trên lệch giá đã ngăn không cho vàng chênh lệch nhiều ở vùng này so với vùng khác. Ví dụ thực tiễn là đầu năm 2020 vàng tăng liên tục, đóng cửa phiên dịch ngày thứ năm giá vàng giao kỳ hạn tháng 4 năm 2020 tăng 7,2 USD trên 1 ounce. 1 ounce là bằng 8,3 lượng. Là đã tăng 0,5% so với trước đó. Diễn biến trên thị trường vàng có được khi mà thị trường chứng khoán Mỹ hướng đến phiên tăng thứ tư liên tiếp sau khi Trung Quốc công bố giảm miễn thuế với 75 tỷ USD hàng nhập khẩu Mỹ bắt đầu từ tuần sau. Mỹ và Trung Quốc. Được rồi. Thầy thấy cái phần đầu của em là đủ rồi đấy. Các cái phần về sau thì khi học thì trình bày thì tốt, nhưng mà đi thi thì cô đọng xúc tích và vào trọng tâm. Tại vì đi thi đâu em nhớ được các cái số liệu kiểu như thế đúng không? Có nhớ được không? Em nhớ được thì tốt. Nên là đi thi thì không cần cái đó. Cái đấy thì không cũng bất khả thi, nên thầy cũng không kỳ vọng cái chuyện đó. Tại vì đi thi làm sao mà nhớ được các thông tin kiểu đấy. Mình nhớ đang tiếp cận vấn đề một cái logic tư duy thôi. Thì cô đọng xúc tích tập trung vào câu hỏi. Thì cái câu trả lời của em là đạt yêu cầu. Tại vì em đã nêu rõ thị trường. Nêu rõ phạm vi thị trường ha. Nêu rõ phạm vi thị trường. Thứ hai nữa là liên quan minh họa thị trường vàng ấy, thì em khẳng định luôn là phạm vi của thị trường vàng là thị trường toàn cầu, chứ không phải thị trường của thành phố Hồ Chí Minh hay là thị trường của Hà Nội hay là thị trường của Đông Nam Á, mà đó là phạm vi của nó là toàn cầu. Và thầy chú ý rằng là em có dẫn giải đến việc kinh doanh chênh lệch giá dẫn đến cái việc là nếu mà có sự khác biệt về giá giữa các khu vực trên thế giới, mà cái sự khác biệt đó mà
đáng kể, lớn hơn đáng kể so với chi phí vận chuyển, thuế má nhập khẩu vàng á, thì dẫn đến kinh doanh chênh lệch giá. Và kinh doanh chênh lệch giá nó làm san phẳng cái sự chênh lệch giá giữa các khu vực trên thế giới. Và sự thật rằng là cái việc vận chuyển vàng so với giá trị của vàng, như thầy có trong câu 12 thầy có gợi ý là tỷ số giữa chi phí vận chuyển vàng trên giá vàng là thấp. Nhá. Người ta còn vận chuyển các cái đồ thức ăn, trái cây, giá thành của trái cây có nhiêu đâu, người ta vận chuyển từ Úc sang tận khối châu Âu trong Mỹ. Rồi ở Việt Nam cũng sử dụng cả các cái trái cây của Mỹ chẳng hạn. Người ta còn vận chuyển được bằng đường hàng không. Còn giá trị của vàng rất cao nên là cái chuyện đó thì cái chi phí vận chuyển thì cộng với cả phí thuế vân vân nữa thì về cơ bản là tỷ số giữa chi phí vận chuyển vàng trên giá vàng là thấp. Đúng thế không? Yeah. Yeah. Điều này nó đối nghịch với như thế nào nhỉ? Nếu mà thầy phát biểu cái câu là phạm vi thị trường vàng là chỉ thành phố Hồ Chí Minh thì điều đó hàm ý điều gì? Điều đó hàm ý điều gì? Điều đó hàm ý rằng là khi mà giá vàng ở Hà Nội mà tăng cao kiểu gì đi nữa thì người ta vẫn phải mua vàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Có hiện tượng đó xảy ra không? Có hiện tượng đó xảy ra không? Nếu mà hiện tượng đó xảy ra thì phạm vi thị trường vàng là chỉ thành phố Hồ Chí Minh thôi đó, chứ không phải thị trường quốc gia hay quốc tế gì đâu. Có hiện tượng đó không? Dạ, dạ không. Ừ, không hiện tượng đó. Nếu trong phạm vi quốc gia này mà có sự chênh lệch quá so với chênh lệch đáng kể là sẽ xảy ra kinh doanh chênh lệch giá. Đấy là phạm vi quốc gia, nhưng sự thật rằng là vàng là thị trường quốc tế. Phạm vi của nó là quốc tế. Nhá. Rồi được rồi. Cái câu này thì nó cụ thể luôn cái giống câu 12 rồi nhá. Đúng không? Câu 8, câu 12 là như nhau đó. Bây giờ thầy mời bạn Uyên trình bày câu số 9. Dạ. Em đọc đề ạ. Ừ, đúng rồi. Câu số 9. Phạm vi thị trường là gì? Minh họa bằng ví dụ thực tiễn về thị trường chất tạo ngọt. Có thể em trả lời là phạm vi thị trường là ranh giới của thị trường cả về mặt địa lý và chủng loại hàng hóa được sản xuất và bán trong thị trường đó, bán ra trong thị trường đó. Về ví dụ thực tiễn về thị trường chất tạo ngọt. Thị trường chất tạo ngọt, ví dụ về thị trường chất tạo ngọt là ví dụ của hai công ty đang muốn sáp nhập vào nhau và Bộ Tư pháp Mỹ đã phản đối việc công ty ADM mua lại công ty CCP với lý do sẽ dẫn đến một nhà sản xuất siro độc quyền và đẩy giá bán cao hơn giá cạnh tranh và làm mất cân bằng thị trường. Nhưng công ty ADM đã phản đối quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ và điều kiện và kiện ra tòa. Công ty đã dùng định nghĩa phạm vi của một thị trường để tranh luận bằng siro ngô rằng siro ngô và đường đều là một phần của thị trường rộng lớn là chất tạo ngọt. Họ đã kiện thành công, bởi vậy việc sáp nhập công ty của họ đã được diễn ra. Rồi. Rồi. Rồi, QT trình bày như thế là ổn rồi đó, được rồi. Nhưng câu hỏi là cái này là luật sư họ đang bàn về chủng loại hay là đang bàn về phạm vi đó? Họ đang bàn về chủng loại hay là đang bàn về phạm vi? Em thưa thầy là họ đang bàn về chủng loại ạ. Chính xác, bàn về chủng loại. Họ đang bàn giữa siro ngô và đường ấy. Thì có cuộc chung một thị trường hay không? Mà nếu mà nó mà hai thị trường riêng biệt ấy, thì rõ ràng là việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ra các biện pháp chống thao túng thị trường là đúng. Và việc ra quyết định của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là không cản trở tự do kinh doanh. Tuy nhiên nếu mà đường và Shizuno là
không phải là hai thị trường riêng biệt mà nó là một thị trường riêng, là một thị trường đồng nhất, thì cái biện pháp chế tài của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là sai. Và thầy muốn quan tâm thêm là vì sao đường Shizuho nó lại là chung một thị trường. Sử dụng, gợi ý sử dụng tính thay thế và tính cạnh tranh. Giải thích đi. Em thưa thầy là về tính thay thế thì khi người sử dụng dùng siro ngô hoặc đường thì có thể sử dụng, nếu không có siro ngô thì người sử dụng có thể mua đường để thay thế bằng siro ngô ở bất cứ ở đâu và không phân biệt cụ thể ra là siro ngô hoặc đường. Còn về tính cạnh tranh, về tính thay thế rồi, về tính cạnh tranh thì khi mặt hàng siro ngô nếu có các mặt hàng giảm giá hoặc hỗ trợ cho người dùng thì người dùng đường sẽ đổ xô đi mua siro ngô và sẽ không cần dùng đường và sẽ thay thế bằng siro ngô khi có các giảm giá hoặc hỗ trợ người dùng. Rồi, ok. Cái phần giải thích về tính thay thế và tính cạnh tranh là hợp lý. Tuy nhiên thì em mới tiếp cận ở góc độ là người tiêu dùng cá nhân, nhưng mà sự thật rằng là cái người sử dụng siro ngô và sử dụng đường ấy, người sử dụng mà chiếm trọng số nhiều nhất đến 99% thì lại chính là cái doanh nghiệp sản xuất cơ. Họ chính là cái doanh nghiệp sản xuất đồ uống, nước ngọt và thực phẩm như thầy đang chiếu trên màn hình. Có thấy cái phần chia sẻ màn hình nước ngọt của thầy không? Dạ, có. Đó. Cái người sử dụng đường và siro ngô chủ yếu không phải là người tiêu dùng cá nhân như mình, mà lại chính là các công ty sản xuất thực phẩm, đồ uống, nước ngọt, bánh kẹo, kiểu như vậy. Ok không? Dạ. Và thị trường nước ngọt, đồ uống là một thị trường khổng lồ nhé. Phải khẳng định đó là một thị trường khổng lồ nhé, mà rất là quyền lực nhé. Tại vì là cái đồ uống và thực phẩm là vấn đề trọng yếu của nền kinh tế rồi. Và đây là các doanh nghiệp sử dụng đường và siro ngô chủ yếu, còn cái người tiêu dùng mình mua về để sử dụng ấy thì cái tỷ trọng cái đó thì ít thôi. Tiêu dùng cá nhân thì ít thôi, chủ yếu là cái doanh nghiệp sử dụng cái đó để sản xuất thực phẩm, đồ uống, nước ngọt vân vân nhá. Thôi được rồi. Bây giờ thầy mời bạn Văn trình bày câu số 10. Các bạn khác sau khi nghe muốn góp ý gì thì viết phản hồi đây để thầy ưu tiên bạn nào đăng ký nhé. Viết phản hồi, đặt câu hỏi. Đây cơ hội để đặt câu hỏi đó. Đặt câu hỏi cũng được. Hay là muốn góp ý bổ sung gì thì đăng ký. Bây giờ mời bạn Văn trình bày câu số 10 cả. Thầy ơi, bạn Văn bị đau bao tử nên đi lấy thuốc uống rồi thầy ơi. À thế à? Dạ. Thì thôi được rồi. Thế thôi. Bây giờ bạn nào muốn đăng ký trình bày câu 10 không? Rồi, thầy đang cân nhắc bạn Uyên đây, Uyên đây. Mời mấy em trình bày câu 10. Dạ, thưa thầy. Em đọc đề câu 10. Phạm vi thị trường là gì? Minh họa bằng ví dụ thực tiễn về thị trường xe đạp. Rồi. Phạm vi thị trường là ranh giới của thị trường cả về mặt địa lý và chủng loại hàng hóa được sản xuất và bán ra trong thị trường đó. Về ví dụ thực tiễn thị trường xe đạp thì thị trường xe đạp thực chất được phân biệt ra làm hai thị trường khác nhau cho xe đạp là xe đạp thông thường và xe đạp chuyên dụng, để từ đó phụ thuộc vào các đặc điểm đặc biệt của từng loại như hiệu suất, trọng lượng của xe và chất lượng của hộp phanh, hộp số, lốp, sườn xe và các phần cứng khác. Từ đó có thể định mức ra một mức giá phù hợp và từng nhu cầu của thị trường đó. Như vậy, hiểu biết về phạm vi thị trường sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất
biết được nhu cầu của khách hàng cần gì và để đáp ứng cho họ. Em thưa thầy. Rồi. Rồi, cái câu này thì cái người ta đề á, thì người ta hàm ý rằng là tại sao xe đạp chuyên dụng và xe đạp đi chợ như thầy đang chia sẻ trên màn hình nó lại là hai cái nhóm sản phẩm thuộc hai thị trường riêng biệt nhau. Tại sao nhỉ? Em thưa thầy, em giải thích trên hai mặt. Thứ nhất là về tính xe đạp thông dụng. Em thưa thầy là về tính cạnh tranh thì về xe đạp chuyên dụng và xe đạp thông thường thì xe đạp chuyên dụng sẽ có những chất liệu được làm và được tạo ra đặc biệt hơn và đặc và cụ thể là làm bằng carbon, do đó giá thành rất cao và khi những người tiêu dùng cần những xe đạp thông thường như để dùng để đi chợ, đi chơi thì họ sẽ không cần thiết để dùng cái xe đạp chuyên dụng này. Do đó nếu khi người tiêu khi mức giá thành của xe đạp giảm giá thì người tiêu dùng xe đạp thông dụng sẽ không mua xe đạp chuyên dụng vì giá thành cao và do đó hai thị trường này tách biệt nhau và không liên quan tới nhau. Rồi, đấy là tính thay thế, tính cạnh tranh sao? Dạ, về tính cạnh tranh thì khi giá xe đạp chuyên dụng mà giảm giá hoặc có các chương trình ưu đãi thì người dùng sẽ không mua xe đạp chuyên dụng để dùng để đi chợ hoặc đi chơi. Do đó giữa xe đạp chuyên dụng và xe đạp thông thường sẽ cũng tách biệt nhau khi các mặt hàng giảm giá hay không giảm giá. Rồi, được rồi. Rồi, bây giờ thầy tổng kết được, công bố cái phần ghi nhận quá trình buổi hôm nay này. Rồi, tất cả tắt mic đi nha, đến phần của thầy. Thứ nhất là liên quan đến cái nhiệm vụ số 1 của chương 1 thì các bạn sau đây là được miễn thi này. Thứ nhất là bạn Thịnh nhé, miễn thi thứ nhất là bạn Thịnh nhóm 3. Và bạn ai chấp bút cái nhiệm vụ nhóm số 1 của nhóm 1 nhỉ? Ai chấp bút nhiệm vụ nhóm số 1 của nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3? Báo lại xem nào. Bạn Quang Anh hả? Quang Anh là chấp bút nhiệm vụ nhóm số 1 của nhóm mấy? Của nhóm 3 hả? Bạn Uyên thì miễn thi rồi. Nhóm 1 thì bạn Quang Anh. Quang Anh là bữa trước là thầy kiểm tra đến đâu rồi nhỉ? Quang Anh thì bữa trước là được kích sao đúng không? Rồi, thứ nhất là miễn thi là bạn Thịnh này. Bạn Thịnh này, bạn Uyên này. Bạn Uyên nhóm 3 luôn. Liên quan đến nhiệm vụ nhóm nhiệm vụ 1, chương 1 của nhóm 1 thì bạn Quang Anh hả? Đối với nhóm 2 là bạn Thư. Rồi, thầy dò lại bài của hai bạn này coi. Rồi, được rồi, miễn thi cho bạn Thư nhé. Bạn Thư nhóm 2. Rồi, bạn Quang Anh thì thầy dò lại bài xem này. Bạn Quốc ở Quốc Anh đi nhỉ? Chứ phải Quang Anh. Bạn Quang Anh ở nhóm 1, còn em ở nhóm 3 thầy ạ. Quang Anh nhóm 1 hả? Quang Anh hôm nay có đi học không nhỉ? Có thấy gửi bài đâu nhỉ? Có thấy không? Cô Anh ơi, có đó không em? Bạn nó xin ao sớm rồi hả? Ao sớm và 1, 2 nên là khi mà làm câu 11, 12 thì không thấy gửi bài đúng không? Em có thấy gửi bài không? Có gửi thầy. Bữa tụi em gửi mail cho thầy mà thầy không nhận. À không, ông thầy đang hỏi là có gửi cái bài
bài trên Skype này này, liên quan chi phí cơ hội của James này này, và Mai này thì bạn Quang Anh vừa nãy có gửi bài không? À không, rồi ok. Rồi được rồi, thế là quyết định được rồi. Vậy là nhiệm vụ 1 của chương 1 các bạn sau đấy miễn thi này, bạn Thịnh nhóm 3, bạn Win nhóm 3 và bạn Thư nhóm 2. Nha. Rồi các bạn sau đây thì được cộng sao 1 sao này. Thứ nhất là bạn Duyên nhóm 1, bạn Tú nhóm 2. Thầy không thấy bạn Tiên gửi cái bài làm liên quan đến James Mike, không thấy gửi nhỉ, không thấy tương tác làm cái câu 11, 12 á, không thấy đúng không? Các em có thấy không? Mình Tiên ấy, phần đầu buổi học thì thầy có mời bạn trình bày mà, nhưng mà cái phần về sau thì không thấy nhỉ? Có đâu nhỉ? Thầy không thấy nhỉ? Chỗ nào? Không thấy phần gửi của bạn Tiên. Bạn Tuyên thử chụp lại cái phần của bạn Tiên đây thầy coi xem nào. Có thấy đâu nhỉ? Đây các bạn làm câu 11, 12 gửi hết đây, nhưng mà bạn Tiên thì tương tác ban đầu rồi bắt đầu đi đâu rồi? À, gửi rồi lại xóa đi à? Không tự tin về câu trả lời à? Ờ đây thôi được rồi. Đề nghị quan tâm cân nhắc bạn ấy 1 sao, nhưng mà như vậy thì là nửa sao nhé. Nửa sao gồm có các bạn sau đây này. Bạn Tiên nửa sao này. Bạn Ninh nửa sao này. Bạn Thành nửa sao này. Bạn Công nửa sao này. Bạn Quốc Anh. Bạn Quốc Anh. Quốc Anh nửa sao. Bạn Trúc nửa sao. Rồi thầy nhắc lại nhé. Nhiệm vụ 1 của chương 1 thì các bạn sau đây được miễn thi khi mà gặp đề thi cái câu hỏi liên quan đến nhiệm vụ 1 chương 1 thì mở ngoặc ra là được miễn thi. Bạn Thịnh nhóm 3, bạn Uyên nhóm 3, bạn Thư nhóm 2. Các bạn sau đây được 1 sao này, bạn Duyên này, bạn Tú này. Rồi các bạn sau đây được nửa sao này. Thứ nhất bạn Tiên, bạn Ninh, bạn Thành, bạn Công, bạn Cố Anh, bạn Trúc. Rồi, xem là có ai còn bị sót không? À, câu 12, bạn Tuyền. Bạn Tuyền thì cộng 1 sao ha, bạn Tuyền. Sót bạn Tuyền. Hồi nãy em trả lời câu 8 rồi. Câu 12 hả? Câu 8 hả? Được thầy coi nào. Đúng rồi, vừa lấy em trình bày cái câu 12 liên quan đến à không, thầy đang xem xét nhiệm vụ 1 của chương 1 trước đã. Chưa xem xét nhiệm vụ 2. Thấy không? Bạn Tuyền cộng 1 sao nhé. Rồi bây giờ đến xem xét đến nhiệm vụ 2 này. Nhiệm vụ 2 của chương 1 thì các bạn sau đây miễn thi này. Thứ nhất là bạn Văn. Thứ hai là bạn Win. Nha. Hai bạn là miễn thi. Yeah. Rồi được rồi. Còn có ai còn sót cái trường hợp của mình không thì cứ phản hồi một cách thẳng thắn nhé. Để thầy cân nhắc lại xem là có sót bạn nào. Còn nếu mà tất cả ok rồi thì cung cấp phản hồi về buổi ngày hôm nay từ 1 đến 5 sao. 1 sao là rất không hài lòng. 5 sao là rất hài lòng. 3 sao là bình thường. Và chú ý rằng là cái quy chế liên quan đến ghi nhận quá trình là có hiệu lực đấy nhé. Thầy mà khóa lại các cột bất kỳ lúc nào là không được nhập lại đâu đó. Hiện nay là thầy chưa khóa lại các cột cho các tuần trước luôn. Tuy nhiên sau 24 giờ thì thầy có thể khóa bất kỳ lúc nào. Rồi, chào các bạn nhé.